Năm học 2024-2025, thành phố Cần Thơ có trên 250.000 học sinh của các cấp học ra lớp. Để chuẩn bị cho ngày khai trường, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm như cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên. Đến nay, công tác này đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai trường. Là trường vùng ven của thành phố, tuy giao thông đi lại khó khăn, nhưng đến nay, trường tiểu học Thế An Đông 2, quận Bình Thủy đã hoàn tất các mặt công tác chuẩn bị cho năm học mới như gia cố nâng cấp lại phần đường vào trường, vệ sinh trường lớp, phòng học để chuẩn bị đón học sinh. Đối với những cái học sinh mà khó khăn là vào trong trường đây là tụi em cung cấp tập cho các em hết, các em không có thiếu tập viết, không có thiếu dụng cụ học tập. Đến cuối tháng 8 này, các trường trên địa bàn thành phố đã hoàn tất các mặt công tác chuẩn bị cho việc đón học sinh vào năm học mới. Năm học này, toàn thành phố có trên 250.000 học sinh các khối ra lớp, nhiều nhất là quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Sở thì cũng đã chủ động phối hợp cùng với các địa phương để là luân chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động đội ngũ giáo viên, đảm bảo là dạy đủ giờ đủ tiết, đảm bảo theo cái khung thời gian là của năm học. Và trong năm thì theo dự kiến là tuyển dụng thêm 411 giáo viên để đảm bảo là đủ định biên biên chế là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trên cơ sở kế hoạch tự trường được thành phố phê duyệt, ngành giáo dục và đào tạo thành phố và các quận huyện cũng đã thực hiện các công việc chuẩn bị cho ngày khai giảng như tuyển sinh, lên danh sách các lớp, đảm bảo cơ sở vật chất phòng lớp đúng theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Hỗ trợ nhà trường trong cái việc mà huy động tất cả các em học sinh ra lớp. Ở đây chúng tôi tập trung các giải pháp cho cái khối trung học cơ sở hàng năm để đảm bảo rằng là các em học sinh trung học cơ sở đều ra lớp đúng thời gian. Các điều kiện cơ sở vật chất về thiết bị dạy học thì phòng dục cũng đã chỉ đạo các trường và các đơn vị thi công kịp tiến độ thời gian về sửa chữa một số cơ sở giáo dục để đưa vào cho năm học mới kịp thời. Điểm mới năm nay là công tác quy động học sinh đầu cấp ra lớp được thực hiện sớm với tỷ lệ 100% trẻ ra lớp. Đồng thời, các trường cũng đã hoàn tất công tác lựa chọn sách giáo khoa đối với các cấp học, cơ sở vật chất phòng học cũng được đảm bảo. Nhà trường cũng đã phân công cho giáo viên đứng lớp là lớp 1 và giáo viên bộ môn cũng đã phân công xong, sẵn sàng cho cái ngày 22 này tiếp nhận học sinh lớp 1 và ngày 27 là tiếp nhận những học sinh các khối còn lại. Trường cũng thực hiện tổng vệ sinh trong lớp và ngoài sân trường, cảnh quan môi trường để môi trường thông thoáng và tổ chức phun muỗi kết hợp với trung tâm y tế quận Ninh Kiều cho các bé được an toàn. Song song đó thì nhà trường cũng bổ sung thêm nhiều đồ chơi cho các bạn để tạo môi trường cho các bạn trải nghiệm. Sau khi mà đã xếp lớp, xếp học sinh vào các lớp thì nhà trường sẽ cho giáo viên chủ nhiệm điều tra và nắm hoàn cảnh gia đình của các bé. Rồi sau đó thì nhà trường sẽ tìm cái nguồn mạnh thường quân vận động hỗ trợ. Chuẩn bị chu đáo các bước để chuẩn bị đón học sinh trong năm học mới, góp phần để năm học mới 2024-2025 trên địa bàn thành phố tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan.